thì em vẫn đến Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán ta là sự sống này và là sự sống. Ai tin ta gì thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người chị em chúng ta đây. Chúa đã thân không là giờ dù chết, xin lâu dành thương ban chúng con. Xin Chúa thương lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho người chị em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa chưa xót cho Thưa Chúa đã qua đời, ngài cho người đã có lòng với thiện thành làm cho ý Chúa không bị tàn, vì những gì đã làm để như thế. Đức tin trên Phật đã liên kết với Thưa Chúa với trọn đoạn không hiểu, vì trên trời lòng tuyên cáo Chúa cũng làm cho Thưa Chúa Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha để hiện thế khắp muôn nơi trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa trước tham nhục, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự